bé không chịu lớn. Nhưng tôi hết cách, cho đến khi tôi biết đến Pediasure. Trẻ biếng ăn sẽ không đủ dinh dưỡng để phát triển. Bởi vậy tôi khuyên dùng Pediasure với 37 dưỡng chất thiết yếu. Một ly Pediasure tương đương với 1,5 ly sữa khác về năng lượng. Chứng minh lâm sàng cho thấy Pediasure giúp cải thiện chiều cao, cân nặng và sức đề kháng. Pediasure giúp bé tăng trưởng rõ rệt chỉ sau 9 tuần.